vàng giọt nắng nghĩ ha bình bừng ca xa nhiệm màu từng giọt nắng rơi nhiệm màu giọt nắng nghĩ ha rơi rơi hoa cười trên đầu là đầu ngọn cỏ trên đầu ngọn cỏ một dải thiên hà một dải thiên hà phong bên gió ta ba dạo trời biết chăng là từng hiện hữu biết chăng hiện hữu chợt đầy vơi chợt đầy nhiệm màu từng giọt nắng nhiệm màu giọt nắng từng giọt rơi rơi hoa cười hoa cười từng giọt nắng rơi nhiệm màu từng giọt nắng chân đi phút giây tĩnh lặng hương thơm tràn đầy người đi muôn lối ta về nơi đây phút giây hiện tại tâm tư rạng ngời từng bước chân đi khơi làn gió chân đi khơi dậy niềm vui từng bước chân đi bước theo nhịp thở từng bước chân đi ta về bên ta thức dậy ngày mới đơm hoa bước chân tĩnh lặng quê hương hòa bình đời như mây nước trôi về muôn phương tiếc chi tình đời đong đưa muộn phiền từng bước chân đi nắng hạ từng bước chân đi gieo hạt mùa lên từng bước chân đi thiết tha lời nguyện từng bước chân đi ta về quê xưa sáng nay thức dậy nhìn lá thu rơi thoát nhiên tịnh mộng trơn như ngàn đời dù cho mưa nắng trên đường ta đi bước theo nhịp thở yêu thương tìm về từng bước chân đi người đất mẹ từng bước chân đi xây dựng ngày mai từng bước chân đi
Kính bạch thượng tọa nhà sư, con kính bạch thượng tọa trụ trì. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, do nhiều nhân duyên lành, Trung tâm Phật giáo Di Lặc cung thỉnh thượng tọa trở về đây cho buổi tu học và pháp thoại. Hôm nay thượng tọa sẽ tiếp tục bài giảng ngày hôm qua, và thượng tọa cũng không phải là vị giảng sư quá xa lạ với quý Phật tử ở San Jose. Thầy đã về đây kỳ này là kỳ thứ 3, và trong năm nay còn một kỳ nữa là vào tháng 12 năm tháng tới, thầy sẽ trở lại để hướng dẫn quý Phật tử trong vấn đề tu học. Với những lời giới thiệu rất là ngắn và gọn, chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay để chào mừng thượng tọa. Và cũng xin quý vị một tràng pháo tay nữa để cảm tạ thầy trụ trì Trung tâm Di Lặc đã cho chúng ta cái cơ duyên thật lớn để được nghe pháp. Với những lời giới thiệu chân thành đó, chúng con cung xin cung kính thỉnh thượng tọa giảng sư. Quý vị chắp tay chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là buổi gặp mặt thứ hai, và hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2009. Hôm qua tôi có dịp chia sẻ với các vị về những cái tầng thô của âm thanh, để đến cái tầng mịn nhất của âm thanh, và đến cái tầng cuối cùng đó là ánh sáng. Và nếu quy chiếu vào tự tâm của chúng ta thì từ cái tầng thô đó là những cái khởi niệm lăng xăng, xao động bất an của tâm thức, tới cái tầng kế tiếp đó là những cái vui buồn sinh khởi trong tâm thức ta, rồi những cái tiếng nói thầm thì và ngôn ngữ trong kinh điển gọi là vọng thức. Sau cái phần vọng thức đó là năng lực của chánh niệm. Và thưa các vị, đó là những cái tầng chúng ta có dịp chia sẻ hôm qua. Và điều này nó rất là dễ hiểu khi các vị có dịp ngồi nhìn lại tâm thức của các vị, nhận diện ra điều này. Và mình nhận diện được điều này thì thưa các vị, mình tu rất là dễ, mở được cánh cửa chánh pháp, đi vô pháp môn thực tập của Đức Phật. Và cái điều đặc biệt là nếu chúng ta đi vô được cái con đường này và thực tập được, thì thưa các vị, đây là con đường ngắn nhất để chúng ta thành đạt được an lạc hiện tiền. Và nói theo ngôn ngữ kinh văn ngày xưa, nó là thành đạt được chánh trí, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Đó là ngôn ngữ kinh văn ngày xưa. Và thưa đại chúng, đa phần những buổi học vào giờ này thì tôi nghĩ các vị nghe một hơi, các vị không cần tôi biết, tôi nói hay dở thì các vị cũng gật đầu được, tại vì nó rất dễ buồn ngủ chứ chẳng có gì lạ. Giờ này đa phần chúng ta về như ngồi nghe pháp dễ chìm vào cái sự say sưa lắm. Thế cho nên đầu tiên tôi
dắt dẫn cái câu chuyện chúng ta chia sẻ bằng vài điều thế sự thôi. Ở đây thì tôi nghĩ các vị lớn tuổi đều có đọc truyện Kiều. Các vị biết truyện Kiều là một án văn rất là hay. Và người ta đếm ra thì trong đời của nàng Kiều, cái điều biểu lộ chính xác là cô nàng có 3 lần khải đàn. Có phải vậy không? Lần đầu đó là lần đàn cho Kim Trọng nghe. Lần thứ hai đàn cho ai nghe? Cho Hồ Tu Hiến nghe. Lần thứ ba đàn cho ai nghe? Cũng đàn cho Kim Trọng. Thế nhưng mà 3 lần đàn âm sắc nó rất là khác nhau. Dĩ nhiên là chúng ta nói quanh quanh rồi chúng ta nói về âm thanh thôi. Lần đầu tiên thưa các vị là thừa lúc bố mẹ vắng nhà, cho nên cô Kiều tìm tới bạn Tri Âm. Và hai người rất là tâm đầu ý hợp. Cho nên cuối cùng thì nhìn thấy trên vách thư phòng của Kim Trọng có một cây đàn cầm. Kim Trọng cũng rất là lịch sự, cho nên hai tay nâng cây cầm, tức là nâng cái đàn lên. Và tôi không biết là các vị khi nghe cái tiếng đàn cầm có hình dung ra cái cây đàn đó nó như thế nào không, không biết. Người ta gọi cho đủ đó là dao cầm, một loại đàn nó gần giống như đàn tranh của chúng ta. Và Kim Trọng nói một câu thế này, rằng nghe nổi tiếng cầm đài. Không biết cái này các vị có thuộc không? Nước non riêng những lắng tai chung kỳ. Tức là cái cử chỉ mời đàn nó rất ư là trân trọng đối với nàng Kiều. Cô nàng Kiều trả lời, thưa rằng nghề mọn riêng tai, làm chi cho nặng lòng này lắm thân. Rồi so lần dây vũ dây văn, bốn dây to nhỏ theo vần cũng thương. Không biết tôi đọc nó có mất khúc hay không, nhưng mà xin các vị nghe cho vui thôi. Tại vì tôi nghĩ là buổi sáng mà đi vô cái chuyện đạo lý liền, có khi các vị ngủ rồi không biết tôi nói chi, cho nên tôi muốn đem những cái chuyện thế sự cho các vị có một cái chút cảm hứng khi chúng ta đi vào cái chuyện tu tập thôi. So lần dây vũ dây văn, bốn dây to nhỏ theo vần cũng thương. Khúc đau hang sở chiến trường, nghe như tiếng sắt tiếng vàng chém nhau. Khúc đau tư mã phượng cầu, nghe ra như oán như sầu phải chăng. Kê khang này khúc quảng lăng, vân vân, rất là dài. Thế nhưng mà khi Kim Trọng nghe rồi thì thế nào? Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Lửa chi những khúc tiêu tao, dột lòng người cũng dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Hay thì có hay, nhưng mà thưa các vị, khúc đàn này nó rất là não nuột. Và khi hỏi ra thì cô nàng nói là đây là cái khúc đàn mà cô nàng tự sáng tác. Nó mang cái tên gì? Thưa rằng bạc mệnh khúc này, phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ, cung cầm lựa những ngày xưa, mà gương bạc mệnh bây giờ là đây. Cái đó dĩ nhiên là không phải cái câu của Thí Kiều trả lời Kim Trọng, mà cái câu đó là câu trả lời với Hồ Tung Hiến, thưa các vị. Thế nhưng mà tôi trích dẫn một đoạn ngắn nối liền hai đoạn lại để thưa cùng các vị thế này. Cuộc đời của người con gái kia chưa có phong trần, thế nhưng mà dường như cô ta đã cảm nghiệm được một cái điều gì từ trong tâm thức cô ta. Cho nên từ bé chưa nếm mùi lao đao hoạn lộ, chưa nếm mùi lao đao khổ sở gì của cái kiếp phiêu linh ấy, vậy mà đã sáng tác một cái nhạc khúc mang tên là khúc bạc mệnh. Bạc mệnh là khúc gì? Thở than cái thân phận mình rất là nổi trôi, ít phước. Bạc là mỏng, phải không? Rất là mỏng phước. Mỏng phước đây nó gồm có nhiều nghĩa. Thứ nhất là cuộc đời thọ mạng không dài, cũng gọi là bạc mệnh. Kém may mắn cũng gọi là bạc mệnh. Không hạnh phúc giữa nhân gian, cuộc đời rất là nổi chìm, rất là khổ sở.
bé thơ mà đã biết gì đâu ấy vậy mà đã cảm nghiệm được từ trong tâm thức của mình. Và cái điều này thưa các vị rất là rõ. Nàng Kiều đã đi ngang qua những cái đoạn đường cay đắng, và cái điều hiển thị đầu tiên để người ta thấy về cuộc đời gian truân của 15 năm trong chốn Thanh Lâu đó là gặp một cái mã bên đường, có bà con dòng họ gì đâu mà sụt sùi khóc. Rồi làm gì nữa? Làm thơ. Để đến nỗi là chiêu cảm cái mộ, cái hồn ma của Đảm Tiên về, cho hay là chúng ta cùng có tên trong sổ đoạn trường, phải vậy không? Và cái điều này, thưa các vị, chỉ trong vòng một năm sau đó thôi thì cuộc đời nàng Kiều lâm vào bước trung chuyên thôi. Bị mã giám sinh mua đi, rồi bán lại bao lần, rồi tới cuối cùng rớt vào tay của Hồ, của Từ Hải, tưởng đâu là được làm mệnh phụ phu nhân. Thế mà rồi, cái miếng đỉnh chung nó xô đẩy suối Từ Hải đầu hàng triều đình. Để cuối cùng rồi, Từ Hải chết đứng giữa trời. Và sau cùng thì, thay vì người ta bắt tù binh, người ta nhốt, đó là Kiều thuộc cái loại vợ của một tướng cướp triều đình Hồ Tuấn Huyến bắt thì phải, thì thưa phải, phải bắt làm tù binh giống như bây giờ chúng ta. Thế mà rồi bắt cô nàng, thấy cô nàng xinh đẹp quá, cho nên Hồ Tuấn Huyến sau một cái bữa tiệc thưởng công chiến sĩ lại bắt nàng Kiều ra đàn hát. Thế là một người đàn bà đổi trôi qua bao cuộc phong trần, cuối cùng chồng vừa mới mất và người ta bắt mình ra để đàn hát, để trong quân mở tiệc hạ công xôn xao tơ trúc hội đồng quán quân, bắt nàng Thị Yến dưới màn, giả sai là bắt cung đàn nhạc tấu, một cung gió thảm mưa sầu, 5 giây rõ máu theo đầu ngón tay, ve kêu vượt hót nào tài, lọt ta hồn cũng nhăn mài rưỡi châu. Hỏi rằng này khúc ở đâu, nghe ra trong thảm mình sầu lẫm thai, thưa rằng bạc bản khúc này phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ. Cung cầm lựa những ngày xưa mà gương bạc mệnh bây giờ là đây. Hôm mở tiệc thưởng công quân sĩ vừa thắng trận, dẹp được một nhóm phản quân, rồi người tổng trấn của hai châu Lưỡng Quản là Hồ Tôn Hiến giả bộ sai kêu người đẹp ra hầu rượu, rồi giả vờ sai bắt nàng đàn. Và cái cung đàn của khi của nàng Kiều tấu lên, thưa các vị, làm cho một con người, một tướng quân lãnh đạo là dẫn một đoàn quân chinh đông phạt bắc, mặt sắc đầy trí lửa mưu mô, giết được Từ Hải là một tay anh hùng của một vùng, một vùng đất ấy vậy mà phải nhăn mày rơi châu. Tại vì sao? Thưa các vị, tại vì ngón đàn của nàng Kiều nó làm cho lòng người bị đứt từng đoạn ruột. Kiều cũng là tác phẩm có cái tên là Đoạn Trường, phải không? Đoạn Trường Tân Thanh, nghĩa là đứt từng khúc ruột mà. Cho nên 5 giây rõ máu theo đầu ngón tay, thưa các vị có thể hình dung là nỗi đau của lòng người phổ vào từng nốt nhạc, từng tiếng đàn, làm cho Hồ Tuấn Huyến phải rơi lệ đầm đìa. Rồi mới hỏi khúc này là khúc gì, ở đâu nàng có? Cô nàng đáp nói là đây là khúc nhạc tự tôi sáng tác, nó có cái tên là khúc Bạc Mệnh. Tôi đã sáng tác nhạc khúc này từ hồi bé, và bây giờ cái gương Bạc Mệnh là tôi đây. Tôi là nàng Kiều chứ không phải tôi bạc mệnh đâu, tôi chỉ nhưng mà các vị đừng nghĩ tôi bạc mệnh nha. Và thưa đại chúng, 2 lần đàn bằng cái tâm trạng rất là não nề. Lần đầu chưa có thấm mùi phong trần lận đận, thế nhưng mà âm sắc nó đã hiển thị được, nó đã biểu lộ được cái đoạn đường chìm nổi trong tương lai. Cái khúc đàn thứ hai là nỗi đau nó chín mùi đến độ là sau đó nàng Kiều trầm mình tự sát dưới sông Tiền Đường. Thế nhưng mà may mắn thay, nước sông Tiền Đường cuồn cuộn rửa sạch tất cả những cái oan khiên túc trái của đời sống cô.
Cho nên tới chừng được sư giác duyên, có phải giác duyên không? Rước được nàng, tức là giăng lưới thay vì bắt cá mà bắt được cái xác của nàng Kiều đem lên, cứu cô nàng sống lại, đưa về âm tranh của cô bên sông Tiền Đường. Sau đó thì 15 năm trôi qua, Kim Trọng có dịp làm quan được cùng với em của Kim Trọng là Vương Quang. Họ tốn rất là nhiều công phu lần ra manh mối, và khi biết được Kiều đã trầm mình ở sông Tiền Đường, họ tới lập trai đàn chẩn tế. Chúng ta không biết là đó có mời thầy Quảng Bảo mình đến mà trai đàn cầu siêu hay không, phải không biết. Thế nhưng mà cái điều chắc chắn là sẽ có rất là đông người, và đình đám 3 ngày, rồi sư giác duyên nhà ta đi hành hóa, về thấy cái chuyện trai đàn chẩn tế. Cho nên cô ghé lại, cô hỏi thăm được cái là chẩn tế cúng linh, cúng hồn linh nào. Thì được biết là người ta đang tế lễ cầu siêu cho nàng Kiều. Cái cô ngạc nhiên có nói, ồ, Kiều còn sống đây mà. Thế là cả nhà mới phát giác ra là cô Kiều 15 năm trôi dạt vẫn còn. Cái dẫn nhau về tới âm tranh, nơi sư giác duyên tu tập, và cũng có nàng Kiều đang áo nâu sòng. Chắc làm con quả thôi chứ chưa có cạo tóc làm sư cô đâu. Và thưa các vị, gia đình cố tình mời nàng Kiều về, từ chối năm ba phen không được, cho nên cô Kiều lại về với gia đình. Thế là Kim Trọng lại cất cho bên dinh thự của mình một cái thất, tức là một cái không gian yên tĩnh để tu thôi. Và đôi bạn ngày xưa có dịp hàn huyên lại, và Kim Trọng năn nỉ Kiều đàn lại bản đàn ngày xưa. Thế thì nàng Kiều ôm đàn xuống, cũng đánh cái khúc bạc mệnh ngày xưa. Thế nhưng mà khúc hát bây giờ nó rất là lạ, khúc đàn bây giờ nghe sao đầm ấm dương hòa, ấy hồn hồ điệp hay là trang sinh. Thưa, đoạn này rất là hay nhưng mà tôi không có thuộc. Tôi thuộc hai câu để gửi cho các vị về tìm đọc truyện Kiều thôi, chứ tôi không có đọc nhiều đâu. Hai câu thôi, đủ rồi. Khúc sau đầm ấm dương hòa, ấy là hồ điệp hay là trang sinh. Nghĩa là cũng một bản nhạc ngày xưa, cũng ngần ấy nốt nhạc, cũng cây đàn như thế. Thế mà cái tiếng nhạc bây giờ nó làm cho lòng người lâng lâng, như là trang sinh mộng thấy mình là hồ điệp. Tức là thứ nhất là rất là đầm ấm, thứ hai làm cho lòng mình thanh thoát, có thể thoát tục lên tiên. Và ba đoạn đàn trong truyện Kiều nó cho chúng ta một cái gì, một cái ý niệm gì về cái âm thanh của tự tâm ta đi vào âm thanh của tất cả dụng cụ mà chúng ta sử dụng. Thưa đại chúng, là lòng ta thế nào thì ta sử dụng mọi loại âm thanh bên ngoài nó hiển lộ như thế ấy. Có một bà già kia mà thỉnh mỏ và tụng kinh từng ngày. Cái anh con trai, anh vốn không có cảm tình với đạo Phật cho lắm. Anh nói, tại sao mẹ phải đánh mỏ mẹ tu vậy? Bà nói, con à, cái chuyện thỉnh mỏ này không có dễ dàng đâu. Mẹ đã thực tập 20 năm rồi, mẹ mới vừa thỉnh mỏ vừa tụng kinh được, con có biết không? Anh nói, cái chuyện đánh mỏ có gì khó khăn đâu, mẹ đưa con đánh cho coi. Thế là anh cầm cái dùi mỏ, anh đánh mỏ. Bà cười và nói, con hãy lắng nghe cho kỹ tiếng mỏ của con đánh, rồi con lắng nghe tiếng mỏ của mẹ đánh thì con thấy nó khác nhau. Và tới chừng anh lắng nghe kỹ tiếng mỏ của mẹ, rồi anh đánh lại thì anh thấy, ồ, đúng là rất khác. Tiếng mỏ của mình giống như mình bầm cá, và tiếng của bà thì nó cũng là bằng gỗ. Thế nhưng mà âm thanh đó vừa phải nhẹ nhàng, trầm ấm, ôn hòa, bình ổn. Và thưa các vị, tiếng chuông, tiếng mõ hay là âm sắc của các vị nói, nó tùy theo tâm thức của các vị mà nó biểu lộ, có phải vậy không? Đó là chuyện rất là dễ hiểu. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta đi vô, và mình xin nhắc lại cái điều mình chia sẻ đêm hôm, đó là
Thưa đại chúng là không phải giảng gì để thỉnh một tiếng chuông nghe cho được, không phải để giảng gì thỉnh một tiếng mõ nghe cho được, cũng không phải là giảng gì để mình có thể sướng lễ một câu Pháp Vương Vô Thượng Tôn mà nghe người ta rung động để người ta phát Bồ Đề Tâm đâu. Có khi ăn hết tương rồi mà sướng một câu Pháp Vương Vô Thượng Tôn nghe còn chưa được. Có khi mình đi chùa 20 năm mà kêu mình thỉnh chuông, chưa chắc mình thỉnh chuông nghe cho được. Cái điều này nó cho cái bài học, nó cho chúng ta bài học đầu thế này. Thưa các vị, mọi việc tu tập được bắt đầu từ những điều rất cản, đó là cái việc các vị có thể thỉnh chuông, thỉnh mõ, tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập mặc cái áo cho đàng hoàng, tập để đôi dép cho đàng hoàng. Thấy chừng như nó không có gì là ghê gớm cả. Cái chuyện đó ai chẳng biết, tôi sinh ra tôi đã biết thở, tôi đã biết cười, tôi đã biết đi. Chuyện ăn uống có gì đâu mà quan trọng. Thưa các vị, nếu ta không thực tập từ những cái rất cạn, rất nhỏ, bình thường như thế thì không có cách gì các vị có thể nhìn sâu vào lòng để các vị thực tập những cái điều nó còn ẩn khuất trong tâm thức các vị. Mình chưa thấy được những cái nó hiển thị ra bằng sắc màu, bằng âm thanh nghe được, đo lường được, thì mình không có cách nào để nhận diện được từng tâm hành vui buồn của mình để có thể thực tập được. Thưa các vị, thông thường chúng ta tu có khi chúng ta vượt ngang cái giai đoạn, chúng ta nghĩ rằng những cái thực tập nó thông thường, quá dễ, không cần thiết. Thưa, rất là cần thiết. Đa phần các thầy, các sư cô xuất gia đều phải có một quá trình thực tập 3 năm, 5 năm để làm gì? Ngoài cái chuyện học kinh, học kệ căn bản, tối thiểu thì Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Di Đà, Hồng Danh, Phổ Môn, Mông Sơn, vân vân. Đó là cái phần, thưa đó là cái phần dễ biết mà ai cũng có thể học được, và học trong vòng vài tháng thì học xong thôi. Thế nhưng mà cái phần các thầy phải học đó là cái chuyện đi, đứng, nói, cười, mặc áo, ăn cơm. Thưa các vị, cái phần đó có khi cả đời học chưa xong. Thế thì thưa đại chúng là từ trong cái sự thực tập của các thầy cho tới các Phật tử không thể vượt ngoài thứ lớp này mà tu tập được. Có những hôm tôi ngồi lục quyển, tôi ngồi ăn thôi, tôi nhìn khắp mấy thầy, tôi thấy cung cách ăn của từng thầy, tôi có thể đánh giá được là thầy kia xuất thân từ nơi đâu và có mặt ở chùa bao nhiêu năm, tôi đều nhìn ra hết, nhìn ra rất rõ. Và nhìn thấy vài thầy Tây Phương thôi, cái cách họ ăn, cái cách họ ngồi, họ ăn, họ để cái tai, thưa các vị, rất là chuẩn dạ. Dường như họ xuất thân là một quân tước, một bá tước gì đó, rất là cao quý. Thế rồi mình nhìn thấy những thầy ăn thì mình nói, ồ, chắc thầy này không có thực tập bao nhiêu năm ở trong chùa, và chắc thầy này trong lúc còn ở gia đình các thầy cũng chưa từng có một đời sống được nuôi dưỡng trong cái môi trường giáo dục tốt lành, cho nên cái tập khí nhân gian đem vào nhà chùa rất đậm. Thế thì thưa đại chúng là ta có thể nhìn cách thức để tai thôi, cách thức để đôi dép thôi, cách thức các vị ăn thôi, đánh giá được sự tu tập của các vị bao nhiêu năm trong đạo, tâm có bình ổn hay không. Cạn nhất là như vậy. Rồi tinh tế hơn thì chúng ta nhận diện người qua gì? Âm sắc họ nói, đôi mắt họ nhìn. Và chính cái này mình đừng tưởng nó là hình thức, thưa các vị, không. Nó là cái phần biểu thị ra bên ngoài của nội tâm của các vị, chứ nó không phải hình thức. Và ai nói rằng tu không cần hình thức? Thưa, nếu nói tu không cần hình thức thì cạo tóc làm gì? Khoác ca sa Phật làm chi? Thờ Đức Thế Tôn làm gì? Cho nên thưa đại chúng là hình thức rất cần đối với người tu của chúng ta. Và điều này mình chia sẻ để các vị thấy là, thưa đại chúng là cái câu mình quy kết để chia sẻ với nhau là nội tâm như thế nào biểu thị ra đời sống bên ngoài như thế ấy.
Nội tâm của chúng ta mà bình ổn, an hòa, trầm lắng, thông dong, tĩnh tại, hiền diệu, mát mẻ, thì đời sống bên ngoài dù muốn các vị nổi sân si, các vị cũng không nổi sân si. Nội tâm của các vị mà nó đầy không gian, rất là bát ngát, thế thì muốn các vị khởi cái sự ganh tị hay là làm cho đời sống bên ngoài nó ngổn ngang, nó phức tạp, các vị cũng không làm được. Thế thì hai phần nó thể hiện trong đời sống chúng ta là nội tâm chúng ta có không gian thoáng đãng, bên ngoài đời sống ta xử sự với cuộc đời cũng thoáng đãng và mênh mông. Những cái chấp chặt, những cái nhỏ nhoi, những cái ganh tị buồn phiền tự nhiên nó rất là, tự nhiên nó rơi rụng rất là nhẹ thôi. Thế thì hình thức, nội dung là một, chứ không phải hình thức không cần, không phải như thế. Tu rất cần hình thức, thưa đại chúng. Đừng nghĩ tu không cần hình thức. Hình thức không phải là cái bên ngoài, mà hình thức là cái biểu thị của nội dung từ bên trong các vị. Hình thức không phải là cái vỏ đâu, mà hình thức là cái điều gì nó được biểu lộ từ trên trái tim của các vị hình thành ra. Cái cách cư xử của các vị, nói năng của các vị, đi đứng của các vị, nhìn ngắm của các vị, ăn uống của các vị. Và cái điều này nếu mình thực tập, nếu mình tu chưa được, thì thưa đại chúng là mình khoan nói đến chuyện lý giải diệu pháp của Đức Thế Tôn, chưa thể nói đến chuyện là ngộ được đạo, cắm rễ được trong pháp môn tính hạnh nguyện của truyền thống Tịnh Độ Tông, hay là giải ngộ, đốn ngộ, chứng đạo gì của Thiền Tông cả. Ngay cái cả nhất là hình thức tu ta thiết lập chưa được, thì thưa các vị, không thể tiến bộ được trong đời sống tu hành. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ các vị, để các vị nhớ rằng đời sống tu của chúng ta hãy đi từ cái mức độ càng, đó là thực tập cái hình thức rất là cần thiết. Thưa đại chúng, là những cái lúc mà quý thầy thỉnh chuông, là những cái lúc mà chữ nghĩa tôi nó đi mất tiêu, ngồi yên không nói gì, các vị làm sao? Các vị làm sao? Ví dụ như đột nhiên trí nhớ tôi nó không còn ở lại với tôi nữa, nó đi mất. Hoặc là có những buổi tôi đến sinh hoạt cùng các Phật tử mà tôi để cái sự thông minh tôi ở nhà, tôi quên đem theo. Tôi tới đây mà tôi không biết phải nói gì, nên cứ ngẩn ngơ ra đó, rồi quý vị làm sao? Tôi ngồi yên như thế là các vị cũng ngồi yên như thế. Và thưa chúng ta có cố gắng làm cái chuyện đó chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi hồi hướng về không? Có gan nào không? Và trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ các vị ngồi yên bình, mỉm cười rất là tươi tắn và cảm thấy không có điều gì thúc bách, không có cái tiếng thầm thì trong tâm thức các vị cả, được không? Thế thì hay biết mấy. Mình cứ ngồi yên với nhau, cứ nhìn nhau cười cười, không nói năng chi. Quả là tướng một tương cố, nói theo ngôn ngữ của kinh điển là bốn mắt nhìn nhau, cảm thông là vô ngôn, lặng lẽ không có điều gì. Thế thì khỏe các vị mà cũng khỏe cho bản thân tôi. Và thưa các vị, nếu mà chúng ta làm được như thế này thì tôi không ngại cần gì. Một năm tôi đến trung tâm này 12 lần một năm cũng được. Cứ thế mà ngồi. Dạ, các vị chịu vậy chưa? Vậy chúng ta bắt đầu làm thử được chưa? Làm cái bây giờ không đợi ngày mai. Thiệt thòi quá ha. Từ xa xôi miền Nam ra đi, thỉnh thầy Phước Tịnh lên để ông ngồi yên vậy. Ngồi yên thì ai tránh ngồi yên được rồi. Mắc gì từ miền Nam về lên đây rồi ngồi yên đó. Nói đùa nhau thôi thưa các vị. Tuy nhiên là có đôi điều mình chia sẻ kế tiếp, đó là chúng ta đi ngang qua cái tầng cạn. Hôm qua mình đã thưa cùng nhau, đó là tầng cạn của âm thanh. Và có 3 điều chia sẻ nơi đây. Một là chúng ta lý giải
hai là chúng ta thể ngộ, ba là cái cách chúng ta thực tập để đi vào. Thưa đại chúng, là mình ôn lại đôi điều thôi. Âm thanh bên ngoài nó có cái công năng rất kỳ lạ, đó là nó nhắc dẫn tâm thức của chúng ta đi rất xa. Cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, hoặc những câu nói tiếng cười của người, thưa các vị, là nó có một cái năng lực rất là kỳ lạ, là khi mình nghe là mình bắt được đúng cái nhịp độ rung của tâm thức mình. Mình dẫn, mình tự để cho lòng mình chơi vơi đi theo thôi. Một cái bằng chứng rất là dễ hiểu đó là tôi mà đọc thêm chuyện Kiều chừng khoảng chừng 15 phút nữa là các vị có khả năng sụt sùi, rơi lệ, thương cho nàng Kiều quá. Và nếu tôi thuộc vài bài thơ thuộc cái thể loại mà nó đứt ruột đứt gan cỡ như chuyện Kiều, tôi đọc thì các vị cũng nghe sụt sùi, đứt từng đoạn ruột. Cái nó rất là dễ dàng vậy thôi à. Rồi một người mà có năng lực sử dụng chữ nghĩa hay á, thưa các vị, đó là những người họ có cái sức mạnh của đời sống tâm linh và ý chí của họ. Họ đứng, họ nói chuyện trước các vị chừng 15 phút thì các vị cũng nghe máu nóng trong người nó sôi lên rần rật, cũng muốn đi ra chiến trường, cũng muốn xông vào lửa đạn, cũng muốn liều thân. Thế thì chữ nghĩa nó có một cái từ người ta gọi chính xác đó, đó là nó có một cái ma lực rất là mạnh. Và mình hỏi nhau là ma lực nó mạnh là do gì? Tự thân của những câu chữ ấy, tự thân những câu chữ ấy nó có ma lực, hay là tự bên trong của tâm thức ta nó có ma lực, nó cùng tương ứng với nhau để nó dắt dẫn mình. Cái điều không chối cãi được là tự bên trong ta, ngôn ngữ thầm thì của ta, ma lực của nó rất là mạnh. Nó bắt kịp được cái nhịp độ bên ngoài, và khi hai cái sự giao hòa nó có mặt thì nó dắt dẫn mình đi tới nghìn trùng xa. Và thưa đại chúng, là chữ nghĩa nó gợi bên trên đó là hình ảnh, là âm thanh, là cảm thọ, là sắc màu. Tôi nói màu xanh, tôi nói bông hoa thì các vị tự nhiên hình ảnh bông hoa nó hiện trong tâm thức các vị. Rồi ví dụ như các vị đã từng đi ngang qua những vùng đất các vị biết, những nơi chốn mà các vị đã từng tham quan. Tôi chỉ cần gợi lại một vài chữ thôi, Tử Cấm Thành thôi, thì tự nhiên là hình ảnh của Tử Cấm Thành Trung Quốc nó hiện trong tâm thức các vị rõ mồn một. Rồi tôi chỉ cần nói vài câu như là bão nó đang dày xéo những cái vùng quê hương miền Trung chúng ta, vùng Nha Trang, vùng Quy Nhơn, lên tới Pleiku, vân vân. Nếu các vị đã từng có mặt những vùng đất đó thì các vị hình dung được cái trận cuồng phong từ bên ngoài nó đi vô những vùng biển Việt Nam thôi. Có phải vậy không? Tâm thức của ta nó hay lắm. Nó bắt kịp được cái nhịp độ của ngôn ngữ âm thanh rất là nhạy. Và khi nó bắt được rồi thì cái việc thứ hai nó làm là nó làm gì? Nó đồng nhất nó vào những cảm thọ vui buồn sinh khởi trong đây. Và cái tầng này, thưa các vị, ai cũng có thể cảm nhận được điều này rất là dễ. Cho nên cái điều chúng ta chia sẻ với nhau là mọi thứ vui buồn phiền não, buồn giận, ghét thương vân vân, nó phát sinh từ cái tiếng thầm thì trong tâm thức các vị, tức là từ cái chữ nghĩa ngôn ngữ thầm lặng bên sâu của lòng các vị. Bên đây mà nó không, trong đây mà nó không có khởi chữ nghĩa thầm thì tôi chắc chắn một điều là lòng các vị yên lắng và phẳng lặng như tờ. Tôi ví dụ thế này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như bản thân tôi không biết tiếng Mỹ. Thế thì tôi ngồi tôi nghe 10 anh Mỹ đang nói chuyện về những cái đẹp, những cái thưởng lãm về thức ăn. Tôi không hề nghe cái gì cảm xúc trong tôi cả. Có phải vậy không? Anh nói về những cái cảnh trí đẹp đẽ của đất Mỹ này, nơi nào, nơi này, nơi kia gì, những nơi mà các vị là người thông thạo tiếng Mỹ thì vừa nghe là các vị bắt kịp được cái nhịp ngôn ngữ người ta truyền đạt ngay. Phải vậy không? Vừa nói đến thủ đô Hoa Kỳ là các vị hình dung ra ngay cái vùng đất đó, vào tháng mấy đó thì hoa đào nở quanh cái bờ hồ rất là đẹp đẽ. Và người ta nói đến những cái
những cái nhà bảo tàng ở Paris. Nơi đó có trưng bày những bức tranh vào thế kỷ 17, 18. Cái cô nàng Mona Lisa của nhà danh họa Da Vinci. Khi các vị nghe tôi nói điều đó là tự nhiên trong tâm thức các vị hiện lên hình ảnh của bức họa đó liền, có phải vậy không? Thế nhưng mà nếu tôi không biết tiếng Pháp và tôi chưa từng đến những cái vùng đó thì ngôn ngữ các vị nói với tôi bằng thừa thôi. Trong đây nó không hề khởi một cái hình ảnh gì, một cái cảm thọ gì, một cái niềm vui buồn gì cả. Và điều này nó cho chúng ta một cái quy chiếu về đời sống bên trong chúng ta như thế này. Thưa các vị, cái tầng tinh mịn nhất để nó làm nên mọi sầu khổ bất an đời sống con người là cái tầng của sự suy nghĩ thầm thì trong tâm thức các vị. Và cái sự suy nghĩ thầm thì chẳng qua là những tiếng nói thầm thì thầm lặng có mặt bên trong thôi. Các vị thử nói cho tôi nghe là các vị suy nghĩ mà không có tiếng nói gì bên trong được không? Thưa không. Mọi cái suy nghĩ, diễn dịch, phân tích, lý giải đều bằng những loại ngôn ngữ thầm thì bên trong của chúng ta cả. Gọi là những tràng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại, những cái cuộc diễn hành của tâm thức chúng ta nó ra đi, nó mới dắt dẫn đến cái chuyện buồn, vui, giận, ghét, sầu khổ, bất an của đời sống chúng ta. Và mình tu, thưa các vị, ở mức độ bình thường đó là mình điều phục thân tâm mình để làm cho phiền não giảm nhẹ, để làm cho vui buồn lắng xuống. Mức độ sâu đó là các vị làm cho vọng thức các vị rơi rụng để còn lại cái trạng thái bản nhiên của tâm Phật chính nơi các vị. Con đường tu nó là như vậy. Và mình thực tập những bước rất cạn về hình thức bên ngoài để làm gì? Ví dụ như mình đi thiền hành rất là chậm, mỗi bước chân mình làm thế nào cho tâm mình nó ở ngay chân của mình mà nó không chạy đi chơi. Mình làm cho sự nhận biết nó tỏa sáng ngay nơi thân mình mà nó không có chạy đi bất cứ nơi nào cả. Nó dừng lắng lại luôn những cái suy nghĩ thầm thì. Tất cả những điều đó, thưa các vị, nó có thể phát sinh được, nó có thể thành công được với cái điều kiện là các vị đem tâm các vị về an trú ngay nơi từng bước chân. Để chân mình đi từng bước chấm đất đàng hoàng. Chứ không có cái chuyện chân mình đi trên mặt đất được. Thế nào là chân đi từng bước chấm đất? Có nghĩa là chân các vị chạm đất từng bước thì các vị biết rằng bước chân mình đang in trên mặt đất từng bước. Chứ không có chuyện là mình đang đi ở đây mà tâm mình đã thả bồng bềnh chỗ kia. Gọi là người đi mà chân không chấm đất. Và mình thực tập như vậy để làm gì? Chẳng qua là để làm một việc giản dị đó, làm cho các vị có được cái năng lực của định tĩnh, để quen với cái việc làm đó là thân tâm cùng về một mối, để từ đó các vị đạt đến cái chiều sâu là nhận diện ra những cái buồn vui đang diễn hành trong tâm thức các vị, nhận diện ra những cái tiếng nói thầm thì nó vừa sinh khởi trong tâm thức các vị, chứ chẳng có gì lạ cả. Mình không thực tập được những bước rất cạn, như đi thì biết mình đi, ngồi thì biết mình ngồi, ăn thì biết mình ăn, mình luôn thả lòng mình bồng bềnh đi xa, thế thì mình sẽ không có cơ hội làm được một việc đó là nhận diện từng cái buồn vui đến, mà ta là người nhận diện, nó là cái bị nhận diện. Và mình chưa nhận diện được những buồn vui đến với mình bằng con mắt rực sáng của cái nhìn một người chủ nhìn những người khách đến, thì mình sẽ không làm thế nào nhận diện được những cái dòng chảy của tâm thức thì thầm sinh diệt trong đây cả. Thế cho nên thưa các vị, cái bước cạn nhất của ta tu rất cần hình thức như mình vừa chia sẻ. Rồi từ hình thức cạn, các vị điều phục dần dần để tâm các vị nó có sự yên bình, tĩnh lặng, nó có được một cái định lực cần thiết, rồi các vị mới đi vào chiều sâu được, mới quán chiếu được cảm thọ sinh diệt trong tâm thức các vị, ý nghĩ thầm thì nổi bồng bềnh trong tâm thức các vị, rồi các vị mới đạt thẳng vào cái nguồn tâm Phật bất động, trạng thái niết bàn có mặt trong các vị. Và mình chưa làm những cái bước căn bản như thực tập rất hình thức bên ngoài thì chắc chắn là chiều sâu sự tu tập tâm để đi vô được. Có khi nào các vị nổi cơn phiền muộn,
các vị giận tức bất an, rồi các vị đồng nhất mình với cái buồn cái giận để các vị cuồng nộ theo nó không? Chuyện này rất thường, ta làm hàng ngày. Có khi nào các vị buồn, các vị giận rồi các vị chợt nhớ những cái điều mình chia sẻ, đó là tôi là người nhìn thấy cái buồn, cái buồn không phải là tôi, cái buồn là đối tượng bị tôi nhìn thấy. Có khi nào các vị chợt nhớ làm được điều này chưa? Có khi nhớ nhưng mà làm không được. Nhớ thì ai chẳng nhớ, nó cũng không phải khó nhớ lắm. Thế nhưng mà làm không được, là tại vì tôi biết cái buồn không phải là tôi, thế nhưng mà tôi vẫn cứ buồn. Rồi làm gì nhau đây? Làm gì nhau đây? Tôi biết cái giận không phải là tôi, cái giận nó từ phương xa nó đến, nó xâm nhập vào tôi, thế nhưng mà tôi cứ giận. Rồi làm sao đây? Lúc đó thì các vị tu làm sao? Bây giờ mình phải gạn bài, chứ tôi nói hoài hao hơi mà các vị tu không có được. Bây giờ phải hỏi thử các vị làm sao khi trường hợp mà giận nó đến cuồn cuộn trong tâm thức. Tôi nghe lời thầy Phước Tịnh xuống dạy, nói là giận không phải là tôi, thế nhưng mà tôi nhìn rõ ràng tôi giận mà, làm sao cái giận không phải là tôi được? Rồi bây giờ làm sao cho hết giận? Các vị làm sao? Thưa các Phật tử, là các vị đều có những cái công phu thực tập nhất định, có điều cái sự tiến bộ nó không có nhiều lắm. Là tôi không biết do lý do gì. Điều thứ nhất là do vì đời sống của các vị ở giữa thế gian, các vị phải tiếp xúc với vô vàn điều, cho nên cái sự thực tập của các vị có thể nó chậm. Có thể là đó là vấn đề thứ nhất. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai nó sâu xa hơn, đó là do vì chúng ta lâu nay chúng ta đã đồng nhất mình với những cái phiền não quá lâu. Mình thấy nó là mình rồi. Cho nên cái bước đầu làm quen với sự tu tập phải dũng lực lắm mới có khả năng nhận diện phiền não nó đến với tôi là cái nhìn phiền não. Thấy thì nó dễ. Và trên lý thì thưa các vị, lý giải điều này ai cũng biết nó rất là đúng. Không có gì phải nghi ngờ về lời dạy của Đức Thế Tôn cả. Thế nhưng mà mình làm được không có dễ. Là do vì đầu tiên là mình đã đồng nhất mình vào nó từ xa xưa ngàn vạn kiếp, chứ không phải trong kiếp này. Cứ mỗi một lần buồn lên là tôi buồn, chứ không có gì khác cả. Cứ mỗi lần giận đến là tôi giận, chứ không có ai giận giùm tôi cả. Tôi không phải là cái người nhìn thấy giận, mà cái giận chính là tôi. Thông thường chúng ta đều đồng nhất chúng ta vào những cảm thọ vậy. Cho nên thưa các vị, để làm được điều này nó không có giản dị. Nó đòi hỏi các vị phải rất là kiên nhẫn, là dũng lực, và dũng lực rất là lớn. Cái sự bền bỉ kiên trì không phải thường mới có thể làm được cái điều là nhận diện cái buồn đến với tôi. Tôi là ngọn đèn đang soi sáng cái buồn. Bản thân tôi, thưa các vị, tu cũng lâu rồi đấy chứ. Thế nhưng mà không phải là đã hết sân si. Và đôi khi tôi còn bị vu quạ cho là sân si còn hơn người đời. Và cái chuyện này nếu các vị có nghe những cái buổi tôi giảng pháp thì các vị sẽ nhớ được cái chuyện này. Tôi kể câu chuyện này rất là vui, là bà cụ công quả chùa tôi, người Quảng Nam rất dễ thương. Vào mùa xuân á, bà vô bà nỉa đất để bà trồng bắp khắp cả vườn chùa. Và khi bắp có trái rồi thì tha hồ quý thầy quý cô cứ hái mà ăn, là không buồn cho bạn trái. Bà vui cười hỉ hả, hoan hỷ vô cùng. Thế nhưng mà rồi sau đó bà về ở trong chùa, cho bà một cái căn nhà chừa cho bà vuông đất, bà trồng trăm ba cây ớt gì đó thôi. Và hôm đó tôi đi tỉa cành cà phê, tôi vô tình dẫm chết một cái ớt, hai cái ớt gì của bà. Thế mà bà nói, bà càm ràm từ hồi 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. Và thưa các vị, người già mà không càm ràm thì thôi, mà họ càm ràm liên tục. Và chúng ta cứ hình dung là giống như các thầy tụng kinh Pháp Hoa, tụng liên tục, tụng luôn một lần mấy quyển.
kinh Pháp Hoa tụng thì mình nghe tâm mình nó giải thoát, còn bài Càm Ràng thì nghe cũng không giải thoát tí nào cả. Mà thưa các vị, tối rồi mình chả đi đường nào để trốn cái sự càm ràng của bà đây. Mình để trên gác, bà để dưới nhà, bà cứ nói hoài, bà nói cố ý cho mình nghe, cho nên mình nghe hơi dội lỗ tai chịu nổi. Cái mình xuống mình nói này, cụ, cụ cứ cằn nhằn về cái chuyện là giọng chết ớt của cụ, đất của cụ ngày xưa cụ mua, cụ cúng dường cho chùa. Bây giờ còn có mảnh đất nhỏ trồng ớt mà ác chi ác lắm, giọng chết ớt của tôi. Thôi được, tôi cưa cà phê tôi trả lại đất cho bà để cho bà trồng ớt nghe. Cái mình nói mình làm liền thôi. 10 giờ tối, xách cái cưa ra, cưa cái cà phê. Bà tưởng là dọ bà cho vui thế thôi, chứ còn cà phê trồng 10 năm rồi đâu có nở nửa đêm mà cưa cà phê. Quá ra ông thầy cũng ra ông cưa thiệt. Cưa đổ cái cà phê cái ầm xuống, bà mất hồn mất vía. Bà chạy ra và nắm tay, nói tôi lại thầy, thôi thầy ơi tôi không dám nói nữa, thôi thầy dừng đi, thầy đừng cưa cà phê nữa. Cái mình không nói chi cả, mình vô. Sáng hôm sau nghe bà mát lại với quý thầy quý sư cô, nói cái ông thầy trụ trì ông nóng như lửa nè. Tôi tưởng tôi người đời tôi nóng nãy, ông còn nóng hơn nữa, ông còn sân si hơn tôi gấp bội lần. Và thực tế thì thưa các vị, dĩ nhiên là có những lúc mình nóng giận nhưng mà mình làm chủ được, có những lúc mình giận nhưng mà không làm chủ được. Cái trường hợp của tôi thì bà nói thì tôi mỉm cười, nhưng tôi biết rõ là không phải tôi sân si, mà tôi muốn làm để cho bà chừa đi cái tội càm ràng của bà, tại vì cái chuyện này nó sẽ xảy ra những cái chuyện khác. Thế nhưng mà có đôi điều những người nhà quê như thế thì họ rất là giác ngộ, họ nói những câu mình nghe rất là hay. Đó là lần đó chùa tôi mất cái tượng Quan Âm. Và các vị hình dung là những năm đó ăn trộm nó đi, nó săn lùng tất cả những món đồ cổ của các chùa mà mình giữ đâu có được. Anh lên ảnh như một người Phật tử bình thường thôi. Anh lén lén anh đóng cái cửa ngang lại. Mình cứ tưởng là gió nó đóng lại, đâu có biết. Quá là anh leo lên bàn Phật, anh lượm cái pho tượng Quan Âm rất là đẹp, bằng sứ. Đã thỉnh về từ năm 60 lần. Rồi sau đó cái anh bỏ vô trong đãi anh xách đi. Hôm đó mình cũng nghe lòng mình nó có gì là lạ. Cho nên lật đật mở cái chùa, thấy một cái anh chàng cư sĩ, anh bước thoăn thoắt rất là nhanh. Và thấy cái tướng là mình chưa cần nhìn cái không gian chùa mình có mắc cái gì, mình đã rượt, mình nói cái tên ăn trộm kia dừng lại. Rượt đại vậy, chưa biết nó lấy cái chi, rượt theo. Thế nhưng mà thưa các vị, nó rất là thông minh cho nên nó lấy tiểu Quan Âm ra rồi thì có chiếc xe Honda chở sẵn, chờ sẵn ngoài, nó leo lên xe nó chạy mất. Mình thì rượt bộ, mà nó thì nó chạy xe thì làm sao mà rượt theo kịp. Cuối cùng mất cái tiểu Quan Âm. Và các vị hình dung là tâm thức của người Việt nào cũng có một cái tâm thức chung, đó là cái tượng Phật mà thờ ở chùa lâu năm rất là linh thánh. Thứ hai, chùa mình là chùa Quan Âm, thờ Đức Quan Âm mà bây giờ nó ôm mất cái tượng Quan Âm. Thế thì còn nỗi buồn nào lớn hơn nữa. Và các vị hình dung là làm ông thầy trụ trì giữ chùa không có nên thân để cho chúng ôm mất cái tượng, mà cái tượng rất là quý chứ không phải tượng thường đâu. Cho nên ngồi mặt mày rầu rầu rỉ rỉ mất mấy ngày. Đệ tử mình nó khuyên mình đâu được, nó thưa thầy lỡ mất rồi thôi tỉnh tượng khác, mình nạt cho chứ đâu dám nói năng chi. Nhưng mà đặc biệt cái bà cụ Quảng Nam kia thì bà đâu có sợ đất sợ trời gì, đâu có ngán thầy chủ trì. Cho nên bà nói, bà đến bà nói rất là ngang, bà nói cái ông thầy này vô duyên lạ. Tôi nghĩ là người ta ăn trộm cái tượng của ông á, người ta về một là người ta thờ, hai người ta bán, chứ người ta có làm thịt cho Quan Âm của ông đâu mà ông rầu rĩ, ông muốn vô duyên lạ. Và bà thưa các vị, bà nói rất là giác ngộ, phải vậy không? Và từ những cái điều sinh hoạt đời thường mình kể cho các vị nghe rồi quy chiếu là chuyện tu của chúng ta. Thưa đại chúng, là có những lúc mình trên lý thì mình hiểu rất rõ là vô thường, là khổ, là vô ngã. Tự thân có mỗi đời sống chúng ta ai cũng nếm cái hương vị này cả. Người thân của ta đến rồi đi, ta giữ không được.
giàu nghèo của chúng ta nó cũng đến rồi đi, ta giữ không được. Thân ta khỏe mạnh rồi bệnh hoạn, ta cũng không thể giữ gìn nó đừng cho bệnh được. Ấy vậy mà khi sự việc nó đến thì ta làm sao? Buồn vẫn cứ buồn, sân si vẫn cứ sân si. Cái chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Và mình làm chủ được mình trước những cái vui buồn của nhân thế không phải dễ đâu thưa các vị. Mình làm chủ mình được trước những cái cảnh đáng sân si, đáng giận tức cũng không phải dễ đâu các vị. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là, thưa đại chúng, là cái con đường tu các vị thực tập nó mà trầy trật, biết giáo pháp rồi, nghe pháp mỗi ngày đều nghe, thế nhưng mà cái chuyện trái ý mất lòng tới mình vẫn cứ giận và không có cách gì sửa được, thưa đừng có ngao ngán gì cả, đừng có buồn phiền trách cứ mình chi cả. Trước khi mình làm cái việc tha thứ cho thiên hạ, mình tha thứ mình trước đi, không phải mình dễ vui. Nhưng mà rõ ràng là, thưa các vị, cái chuyện tu thành đạt được tâm cho mát, cho dịu, lòng cho có chất từ bi nơi tự thân các vị không phải dễ làm. Tại sao? Tại vì mình đã lặn lội trong trần lao rất là nhiều chứ không phải giản dị. Rồi bây giờ mình mới nếm được chút hương vị Phật Pháp mình tu, thì chuyển hóa tâm không phải là một ngày mà chúng ta thành thánh được đâu. Hãy thử hình dung là những bậc tái lai như Lục Tổ Huệ Năng nghe một câu ngộ đạo đó, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, mà ngài đã làm tổ rồi mà mất bao nhiêu năm mới dám ra hoằng pháp lợi sinh. 16 năm ẩn cư trong nhóm thợ săn mới dám ra làm đạo. Còn chúng ta thì thưa các vị, mình đâu phải là bậc tái lai đâu, nhất văn thiên ngộ như người xưa đâu. Mình nghe cả bao nhiêu năm mình mới ngộ được một câu, ngộ ít thôi. Kể cả bản thân tôi còn chưa ngộ ra một điều. Người ta ăn trộm tượng Quan Âm về người ta thờ chứ, ta đâu có làm thịt Quan Âm mình đâu. Thế mà vẫn buồn, các vị thấy ngộ đâu phải dễ. Thế thì cái điều đầu tiên mình chia sẻ với nhau là cái con đường tu nó không phải dễ dàng, nghe cái thành thánh. Cho nên nếu có những cái buồn, cái giận, cái bực bội, bất an và sân si bất chừng nổi lên, có những cái cơn giận người ta gọi là giận đột khởi đó, tự nhiên nó nổi đùng đùng lên, cái cơn ba đào thịnh nộ. Và cái chuyện đó nó không có gì lạ cả, là do vì cuộc đời mình đã đi quanh trong vòng sinh tử rất là lâu, cho nên bây giờ muốn loại trừ nó không có dễ. Và cái việc làm thông minh nhất là gì? Những sự việc nó xảy ra, nó đi ngang qua đời ta, chẳng hạn như mình đã có những cái vụng về thất thố, về câu nói, về cách hành xử với người thân, thì mình hãy làm một việc đó là tha thứ cho người thì chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà tha thứ cho chính mình mới quan trọng. Mình tha thứ được cho chính mình thì mình mới có khả năng tha thứ cho người. Bằng các vị cứ đem những cái chuyện vụng về trong quá khứ, sai lầm đối với người nọ người kia, các vị tự hành hạ mình, ân hận vô cùng, hối hận vô cùng, mình cảm thấy bất mãn vô cùng với chính mình, không tha thứ cho mình được, thì mình tự làm cho thân tâm mình nó thành một bãi chiến trường xáo trộn, bất an, nó càng chồng chất thêm, rồi các vị sẽ sân si bực bội thêm nhiều nữa. Cho nên cái điều đầu tiên mình thưa đó là, nếu cái vụng về sai lầm thất thố xảy ra thì hãy thông minh. Cái điều đầu tiên là hãy bỏ qua tất cả những quá khứ của chính mình, bắt đầu làm lại từ ngày bữa nay. Đó là ý ban đầu. Và khi nào các vị khởi một ý niệm hối hận về bất cứ chuyện gì thì các vị hãy nhớ là ta hãy bắt đầu làm lại ngay bây giờ, hãy còn kịp. Trừ khi ta không làm kịp được là trừ khi cái gì xảy ra, mất hình hài này mới làm không kịp thôi chứ. Còn đời sống này thì ta vẫn còn làm lại từ đầu được, thưa các vị. Cho nên hãy thông minh một điều là đừng tự hành hạ mình thêm nữa. Những cái đã qua hãy bỏ nó qua đi. Đó là cái thông minh thứ nhất. Và nếu các vị làm được điều này thì tôi nghĩ rằng những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, ưu tư, trằn trọc của các vị nó rất là dễ loại trừ. Nó giảm nhẹ hơn 30% cái năng lực tàn phá đời sống ta rồi.
bản thân của cái giận, bản thân của cái phiền não có khi nó không đến nỗi nặng như vậy đâu. Thế nhưng mà nó sẽ dí nặng, nó có trọng lượng, nó tàn phá mình là do vì những cái ân hận của mình quá khứ chồng lên nữa, cho nên nó trở thành nặng nề đó thôi. Cho nên mình giảm nhẹ mức độ tàn phá của nó bằng cái cách là mình loại trừ bớt những cái tiếc nuối ân hận, những cái đã qua. Đó là cái cách các vị làm cho nó giảm nhẹ. Rồi cái cách thứ hai để làm cho nó bốc khói, nó bay đi, nó không còn cái điều kiện gây hạt mầm dũng tử gieo lại trong tâm thức mình, giống như các Phật tử vừa chia sẻ đó, là cách gì? Thưa các Phật tử, là chúng ta có cái bệnh chung là chúng ta hành xử với chính mình một cách rất là thô bạo. Thô bạo là gì? Khi mình có cái giận sôi sục là mình muốn loại trừ nó liền, muốn dập tắt nó liền, có phải không? Và thông thường đời sống ta thường thường nó lệch qua bên cực này, rồi nó lệch qua bên cực này, cho nên chưa bao giờ ở cái mức trung dung hòa bình cả. Tâm thức mình nó luôn chao đảo về phía này, lệch về phía này, chưa biết tu hành gì. Thế thì mình luyện cuộc đời mình vào cái đời sống nhân gian, chạy đua với mọi thứ của đời sống. Người ta có bao nhiêu tiền mình cũng muốn có bao nhiêu tiền. Người ta có bao nhiêu, nhà người ta lớn bao nhiêu mình cũng muốn nhà mình lớn bao nhiêu. Thế rồi mình đến với đạo, mình tu tập. Mình bước vào đạo, mình thấy sao có những người tu tập họ rất là giỏi. Cái mình cũng muốn làm liền cái cục giống như người ta đã tu mấy mươi năm. Thế thì không được. Rồi cạn hơn, gần gũi đời thường hơn là mình giác ngộ một điều là giận, buồn, phiền não, bất an nó tàn phá đời sống mình. Mình theo nó là mình chìm trong nỗi trôi sinh diệt. Cái mình muốn làm thế nào? An trú ngay nơi cái tâm tĩnh lặng bất động, ngay nơi cái tâm Phật vô sinh của chính mình liền thôi. Mức độ cạn mà nhìn thì khi mình khởi tâm mong muốn điều đó thì có cái gì có mặt trong tâm thức mình? Cái gốc của phiền não nó từ tham sân si. Mà có cái ý niệm mong muốn bao thành Phật thì có cái tham. Mà khi tham có mặt thì tức khắc là có cái gì có mặt? Sân có mặt. Tại sao tham với sân nó dính liền nhau vậy? Mong muốn mà không được cho nên nổi giận chứ chẳng có gì lạ. Muốn cho cái cơn giận nó phải bốc khói bay đi, nó rời tâm thức ta, nó không được quyền hành hạ ta. Muốn vô cùng mà nó chưa chịu đi, cho nên nổi giận với chính nó. Nổi giận với cái sân si của chính mình cũng có nghĩa là nổi giận với ai? Với chính mình. Mình chia mình ra làm thành hai mảnh, thành một bãi chiến trường tàn phá chính mình trước. Cho nên do cái nóng nảy của các vị mà các vị tự làm cho cái giận của các vị nó có điều kiện nó sống dài hơn chứ chẳng có gì lạ. Khi cái giận đến, cái buồn đến, cái lo âu đến, các vị không cần phải loại trừ, không cần coi nó là một đối thủ ghê gớm cần phải giết bỏ ngay. Mà mình làm một việc rất nhẹ nhàng, đó là mỉm cười trân quý sự có mặt của nó, như một người bạn quý lâu lắm mới ghé nhà chơi. Hãy xử sự với nó bằng một cách trịnh trọng như vậy, thử coi. Và các vị làm được điều này thì tự nhiên là cái nguồn năng lượng tâm thức mình không có phân tán là một. Mình không có để cho cái dòng năng lượng của mình chảy vào cái phía đối nghịch là cái buồn, cái giận là hai. Ta chỉ cần mỉm cười, nhẹ nhàng, dịu dàng, đầm thắm và trân trọng nhìn ngắm nó thôi, nó đến nó đi thôi. Các vị thử làm được điều này càng ngày càng giỏi thì các vị thấy là cái giận tự nhiên nó bốc khói bay đi, nó không có gốc gác gì sống dai trong tâm thức các vị cả. Và dĩ nhiên là cái này nói không phải làm liền được, thất bại 5-10 lần rồi sẽ có lúc các vị làm được thôi. 99 lần thất bại đừng nản lòng, lần thứ 100 thành công đó. Lần thứ 100 không thành công thì lần thứ 101 thành công đó. Ví như lần thứ 101 không thành công thì lần mấy thành công? 1001 cũng thành công thôi, đừng có sợ.
Và nếu mình tu mình không làm được cái sự kiên nhẫn này thì làm sao tu được, thưa các vị? Thời Đức Thế Tôn tại tiền vào một mùa đói kém, chư tăng ốm nho mà 3 tháng ăn có gì đâu. Và có một buổi chiều, Thế Tôn thấy các thầy ông nào cũng đói rã ra hết. Thế Tôn vân tập các thầy lại hỏi thăm, hỏi chứ thầy khất thực đói kém như thế rồi thầy làm sao? Nó giọng bạch Đức Thế Tôn, con không thể chịu nổi nữa. Đời sống của con ở gia đình giàu có sang trọng, ăn chưa hề thiếu, có kẻ hầu người hạ. Bước vào đời sống tu đã hạ xuống một tầng đối với cái hưởng thụ nhân gian rồi, ăn vừa đủ, có khi còn thiếu thiếu thì còn chịu được, còn đằng này nhịn đói mấy ngày, chắc chắn là thưa Thế Tôn, con không thể sống được đời sống tu sĩ nữa. Thế Tôn chưa vội nói năng gì cả, ngài hỏi thầy tỳ kheo kế tiếp, hỏi thầy như thế nào? Nó nhập bạch Đức Thế Tôn, con nhịn đói hôm nay mới là ngày thứ 3 rồi. Thế Tôn hỏi chứ, ông thử kể cho tôi nghe về cái chuyện khất thực của ông và chuyện nhịn đói của ông coi. Thầy đó nói, bạch Thế Tôn, ngày đầu con khất thực, làng quê con đi là nơi xảy ra nạn đói, cho nên không ai cho con cái gì cả. Con ôm bát về không, con múc nước thì đi suối lên, con đưa lên con chú nguyện, con uống nước. Con nghĩ rằng ngày mai có lẽ đi xin sẽ có củ khoai hoặc trái chuối. Thế Tôn hỏi là ngày hôm sau có củ khoai trái chuối không? Thầy nói với bạch Thế Tôn, cả một thôn trang rất là rộng, thất mùa, dân còn đói kém không có thức ăn, con làm sao có củ khoai trái chuối? Thế cho nên con lại múc nước lên chú nguyện con uống tiếp. Ngày thứ ba, rồi ông làm sao? Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đi xin về cũng chẳng có chi, con cũng chú nguyện mà con lấy thiền dược làm thức ăn thôi. Rồi Thế Tôn hỏi chứ, nếu lỡ ngày mai ông khất thực mà không có đi thì sao? Và bạch Đức Thế Tôn thì con cũng nghĩ chắc ngày mốt rồi cũng có cái miếng gì đó. Và thưa các vị, đời sống các thầy thì theo ngày xưa mình kể chút chuyện trong văn học A Hàm để các vị thấy thương đời sống người tu ngày xưa là như thế. Và từ cái đời sống thiếu thốn vật chất mà các thầy luôn có một cái niềm tin về cái đời sống rất cạn, đó là nuôi dưỡng cơ thể này thôi, thì các vị thấy là mình đâu đến nỗi đói. Và cái điều dễ dàng cho đời sống chúng ta là chúng ta đang đứng ở trên đôi chân rất là tiện nghi của sự tu tập. Thế thì cái chuyện các vị thách thức với phiền não khổ đau, các vị, cái chuyện này nó rất là dễ chứ không có khăn gì cả. Người ta đói cơm khát nước người ta tu còn được, còn chúng ta thì no cơm ấm áo đàng hoàng. Đối với cái chuyện phiền não khổ đau chính mình, lần này thất bại, lần sau thất bại, lần sau nữa cũng thành công thôi. Cho nên cái ý niệm thứ hai, thưa đại chúng là cái sự kiên trì thực tập chúng ta nó rất là quan trọng. Và khi các vị có được cái niềm kiên trì thực tập thì các vị phải đi ngang qua tất cả những cái khó khăn đặt ra trong đời sống tu tập của các vị. Đó là mình ví dụ cái chuyện nhỏ thôi. Và đời sống tu của các vị nó không phải là những cái chuyện nhỏ nhoi đối phó với cái buồn, cái giận trong tâm thức các vị bình thường trong lúc đang khỏe mạnh hay đâu. Các vị còn phải đối mặt một lần với cái nỗi niềm lớn nhất của đời sống, đó là cái gì đến với các vị đây? Cái chết của ta nó sẽ đến không biết lúc nào. Và nếu mình không có làm được cái điều giản dị là ngay bây giờ mình đối diện được với những cái phiền não của mình, thì lúc đó ai dám bảo đảm rằng ta đối diện được với cái cơn đau của hình hài. Nó kêu gào, nó rã rời, nó muốn ra đi chứ. Đức Thế Tôn nói một câu trong kinh văn, nói là khi cái chết nó đến, các ông hãy thử hình dung là giống như con cua, người ta bỏ lên cái nồi không có nước đâu, người ta đốt lửa dưới nó cháy từ từ. Thử hình dung cái con cua nó chạy quanh cái nồi nó nóng đến độ nào, nó chạy đến lúc mỏi mòn chân nó quýu hết rồi nó mới bắt đầu chết. Thì cái thần thức của các vị lúc mà rời hình hài, các vị đi trong cái tình trạng hoảng loạn khủng khiếp sợ sệt lớn như vậy đó. Nói điều này không phải dọa nhau, mà cái điều này
nó rất là thực, thưa các vị. Ai rồi cũng đến lúc đối diện với điều này cả. Rồi khi đó lòng các vị mà nó hoang mang, nó sợ sệt, nó bất an, thế thì lúc đó mình rời hình hài tứ đại rồi mình đi đâu? Đi theo cái nỗi bất an của mình. Và ngay bây giờ mình không có tập được cái sự bình an đối với những cái cảm thọ của thân, đối với những cái cảm thọ từ trong tâm thức các vị, đối với những cái suy nghĩ nó đang hành hạ dày dò các vị, thì lúc đó rồi, thưa đại chúng, là nó như ngàn vạn mũi tên bên ngoài bắn vào người này ta, cái cơn đau nó đau từng thớ thịt một. Lúc đó rồi mình đồng nhất mình với thân, đồng nhất mình với những cảm thọ, thế thì cái sự hoảng loạn bất an nó sẽ xảy ra thôi. Đâu có cách gì để chúng ta khống chế được, vượt thoát được những cái nghiệp thức nó đẩy mình ra đi và khỏi mình mùng cả. Đó là từ cái căn bản thực tập ban đầu cho đến cái chiều sâu nhất mình chia sẻ ngang một vòng để các vị ý thức rằng nếu mà mình không có công phu thật giỏi nhận diện được từng cái khởi niệm buồn giận ghét thương và trị liệu được cho nó tận gốc, làm cho những hạt mầm chủng tử trong tâm thức mình bốc khói bay đi, thì chắc chắn một điều trong tương lai đối đầu với nó trong những cái hoàn cảnh ngặt nghèo hơn vô cùng, và mình đối đầu không nổi đối với nghiệp thức cuồn cuộn khởi lên từ trong tâm thức của ta. Thưa các Phật tử, là cái chuyện chia sẻ để thực tập của chúng ta nó rất là nhiều lĩnh vực. Hôm nay thì giờ cho phép tới ngăn đây, tôi không thể nói nhiều hơn. Hẹn gặp lại các vị vào buổi chiều, chúng ta chia sẻ thêm những cái điều đi vào sự thực tập. Và tôi nghĩ là chúng ta chấp tay hồi hướng trước, rồi các vị sẽ tháo chân xò bóp trước khi chúng ta thiền hành hoặc nghỉ ngơi. Xin các vị chấp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Chân đi phút giây tĩnh lặng, hương thơm tràn đầy, người đi muôn lối ta về nơi đây. Phút giây hiện tại tâm tư rạng ngời, từng bước chân đi khơi làn gió nhẹ, chân đi khơi dậy niềm vui, từng bước chân đi bước theo nhịp thở, từng bước chân đi ta về bên ta. Dậy ngày mới đơm hoa, bước chân tĩnh lặng quê hương hòa bình, đời như mây nước trôi về muôn phương, tiếc chi tình đời đong đưa muộn phiền, đong đưa muộn phiền,
đi gieo hạt mùa lên, từng bước chân đi thiết tha lời nguyện, từng bước chân đi ta về quê xưa. Sáng nay thức dậy nhìn lá thu rơi, thoát nhiên tỉnh mộng trơn như ngàn đời. Dù cho mưa nắng trên đường ta đi, bước theo nhịp thở yêu thương tìm về. Từng bước chân đi đất mẹ, từng bước chân đi xây dựng ngày mai, từng bước chân đi phút giây nhiệm màu, từng bước chân đi ta về thiên tha. Nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng, từng giọt rơi.